Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào các bạn ở bên Nhật Bản, ở Hàn Quốc và tất cả mọi người khắp cả ba miền. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau trên cái kênh YouTube chứng khoán của Thái Ngô Capital ha mọi người. Rồi, mọi người hãy cùng nhau là gắn mắt trên màn hình ha. Hãy cùng nhau là bấm nút like và ai chưa đăng ký thì hãy cùng nhau là bấm nút đăng ký và bật quả chuông bên cạnh để khi Thái Ngô làm ra là mọi người sẽ nhận được cái video đầu tiên nha. Bấm quả chuông để nhận được cái nút thông báo nha mọi người nha. Rồi. Vì đây chính là những nỗ lực tâm huyết và mình làm rất là kỹ lưỡng để cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà F0 khi vào thị trường, coi là mọi người phải biết được cái thị trường nó sẽ vận động như thế nào và những cổ phiếu mà chúng ta sẽ mua bán nó sẽ như thế nào nha. Ok. Rồi, quay trở lại vấn đề ngày hôm nay nha mọi người. Thì giống như video hôm qua thì chúng ta vẫn nhận được rất là nhiều bình luận, là hơn 100 bình luận ha. Mọi người vui lòng là để lại câu hỏi tên cổ phiếu và chiều mua, thì cái này là chiều bán gì đó. Thì cái này thì Thái Ngô sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho mọi người ha, rất là rõ ràng. Rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi ra đọc về vấn đề cái câu chuyện thị trường ngày hôm nay nha mọi người. Thì trước khi đi vào thì mọi người hãy nhìn nhận lại nè. Thì rõ ràng ha, hiện tại là ngày hôm nay á, trên khung giờ mà Thái Ngô vừa làm cái video này là vào lúc này là US30, tức là hợp đồng của Mỹ đó mọi người, hiện tại là đang được long là 0.47% ha. Ở câu chuyện của châu Á ngày hôm nay thì sau cái lễ mà hôm qua mình có làm video này nè, hôm qua mình làm video này và bắt đầu là mình có hỏi mấy người bạn, bạn bè anh em của mình ở bên Nhật Bản á, là không biết là hôm qua là cái lễ gì mà người Nhật Bản nghỉ, đúng không ạ? Tại vì hôm qua là châu Á thì cũng đỏ giảm, đúng không ạ? Châu Á thì xanh đó. Mình nhớ không nhầm nha. Trong khi đó là mình thấy là cái câu chuyện là Nhật Bản nó vẫn là không có động tĩnh gì, thì hỏi ra mới biết là các anh em bên Nhật Bản trả lời là hôm qua là có cái lễ gì mà ngày lễ Ubon gì đó mọi người đó. Thì không biết là hiện tại là video này các anh em xem là các anh em hãy cho mình biết là cái lễ đó là cụ thể là lễ gì mọi người nha. Rồi. Thì y như rằng là ông Nhật Bản ngày hôm nay ông tăng rất là mạnh nè mọi người. Đó, ông mở cửa sau người ta chứ không phải giống như ông Việt Nam của chúng ta nha. Ngày hôm nay Nhật Bản tăng gần 727 điểm, tương ứng là 2.62% mọi người nha. Mọi người nhìn nè. Đó, người ta tăng mà tăng tạo gáp luôn á mọi người. Đây, nhìn đây không rõ thì mọi người nhìn đây nè, đó. Sau cái ngày lễ, sau cái mùa lễ vào là bắt đầu ông này ông tăng tạo gáp này, ông vượt đỉnh luôn ha. Ông vượt đỉnh luôn nha mọi người nha. Đây. Còn nhìn lại cái ông Việt Nam của chúng ta là thấy nó mệt mỏi à. Việt Nam nè, VN Index, cho nên mình thấy hiện tại thị trường thật sự mà nói có câu chuyện mà chúng ta lo lắng hiện tại nó đâu còn gì đâu lo đó mọi người, thật sự luôn. Chẳng qua mình luôn luôn nói với mọi người là sao theo như trường phái của William O'Neil nha, thì cụ có nói rằng á, thì trong cái giai đoạn mà sau khi giai đoạn mà bùng nổ theo đà ha, mà khi đi kèm một cái lúc nào đó ha, nó kèm vol và đồng thời là giá hành động giá, tức là price action, cái hành động giá đó mọi người nha, mà nó giảm hơn 0.2 đến 0.5% thì cái phiên đó được gọi là phiên phân phối đầu tiên. Nhưng điều đó nó không có nghĩa là xấu mọi người nha, mọi người đừng có nghĩ, và mình nhắc với mọi người trong group của mình hoài à. Đây, trong group của Thái Ngô đây, sẵn tiện là nói về câu chuyện của bài tập nhóm mình có ra mỗi một ngày. Thì mình thật ra lúc đầu là mình nghĩ là chắc thứ sáu mình ra bài tập, nhưng mà mình thì bất chợt theo cơn mưa lắm, nắng hạ mưa vậy đó, thì mình sẽ tìm những bài tư duy thực chiến mỗi ngày đó. Mình mà thấy nó hay cái là mình cho, và mình có cái dụng ý của mình nha, tại sao mình cho những bài tập như thế này. Và rõ ràng ví dụ như câu chuyện của Long Hậu Gấp này ha, ngày hôm nay là cái lúc mà mình cho mọi người cái bài tập là mình còn nhớ rất rõ luôn. Đây, câu hỏi nè, trên group rõ ràng nha, trên group Thái Ngô Capital viết nha mọi người, là câu hỏi bài tư duy thực chiến ngày 10 tháng 8 nè, là cách đây là 2-3 ngày trước á, là cổ phiếu Long Hậu Gấp, hãy nêu những đặc điểm mà bạn nhìn thấy qua sự vận động của đồ thị hiện tại của Long Hậu Gấp, ví dụ như là nến nè, rồi form đồ thị, hỗ trợ kháng cự vân vân. Mình mong muốn là tất cả những người thành viên nào trong cái group của mình thật sự là phải có hiểu biết ha mọi người nha. Dĩ nhiên cái group này thật sự mà nói mình có thu phí, nhưng mà không quan trọng cái câu chuyện mà tiền. Cho nên là đừng có nghĩ là các bạn có tiền là các bạn sẽ vào được. Mình nói thật, mà mình sẽ hỏi mọi người là mọi người ơi, mình có phù hợp với mọi người hay không, và mọi người có cảm nhận như là mọi người phù hợp vào thì mình mới chắt lọc và mình sẽ đi gọi điện thoại nha. Bởi vì cũng có nhiều người nhắn tin và hiện tại là mình cũng cũng cảm nhận như nó không phù hợp, cho nên là mình cũng không có gọi lại và mình chỉ trả lời, mình từ chối mọi người nha. Ok. Chứ không phải là câu chuyện là có tiền là các bạn vào, tại vì đôi khi ở bên ngoài các bạn quen với một cái phong cách đánh hoặc là quen với một cái tư duy như thế nào á, thì mình cảm nhận được qua nó không phù hợp thì mình sẽ ấy. Đây, thì Thái Ngô có nói rất là rõ mọi người ạ. Ví dụ như là nến, là sau một cây nến là rút chân binh ba vào ngày 9 tháng 8 là đó, bla bla bla, diễn dịch ra rất là rõ ràng. Đâu rồi ạ?
Đây, ví dụ như trên cái đồ thị này nè, các bạn hiện tại là vẫn nhìn nhận là ông này là hiện tại là đang tạo và sau ngày 9 tháng 8 này vào một cái cây nến rút chân đúng không ạ? Một cái nến rút chân. Và bản chất là ông này thật sự mà nếu như ổn định là ngày hôm sau là chúng ta có khả năng là một cái điểm mua đây, nếu trường hợp không mua ở đây được đúng không ạ? Thì bản chất là sau cái ngày 10 tháng 8 là ông này đã đóng nến được trên đường đường EMA. Ông này hiện tại là nằm trên những cái đường EMA nè mọi người ạ. EMA là 20, EMA 10, EMA 50 đúng không ạ? Và sau cái nến rút chân pin 3 này đúng không? Thì ít nhất á, nếu mà ngại trường hợp rủi ro thì mình có nói rất rõ rồi, chỉ cần nó test lại 1/2 cái nến này và chấp nhận câu chuyện của ấy là chúng ta sẽ enter. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở đây nó hình thành một cái gì ạ? Một cái hộp giá nè. Đó, một cái nền giá nằm ngang nè các bạn nè. Và ngày hôm nay là một cái phiên red luôn. Như vậy á là chúng ta đã thăm dò, nếu đúng quan điểm kịch bản là chúng ta đã thăm dò chỗ này rồi nè. Đúng rồi, thăm dò được rồi nè. Đó. Thăm dò khi nó test lại 1/2 cái nến này đúng không, và quanh vùng giá khoảng 35 chấm, thậm chí là 35.5 đến 35.8 cũng được, là 1/2 cái nến này thì chúng ta đã có được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận các bạn ạ? Ít nhất là khi chúng ta hành động đúng à. Và sau đó đây là điểm mua đầu tiên nè, khi nó test trở lại điểm mua thứ hai là ngày hôm nay nè mọi người. Đó, nếu đúng kịch bản đây, ngày hôm nay là red nè. Ok, thì thật sự mà nói đây là những kiến thức mà mình chia sẻ nó rất là chi tiết detail như thế này nè, để mình mong muốn là 1 2 3 4 5 a b c x y z để mọi người đọc vào, tại vì trong này rất là nhiều thành phần các bạn ạ, và là những thành phần trí thức nè ha, cho nên là mình trình bày một cái vấn đề nào đó ha, từ xưa tới giờ rồi nó phải logic, khách quan và trung thực ha, và mình sẽ không đứng về bất kỳ một cái phía là gấu bò hay gì cả, vì mình nhìn sau là mình sẽ làm vậy. Và mình mong muốn là những người anh chị em thân tình của mình trên group của mình nha sẽ đọc vị được câu chuyện thị trường sau này vậy đó. Đó, vì cái gì cũng vậy cả, người Do Thái có một cái câu nói là sao, cái gì mà nó nằm ở trong đầu của chúng ta là rất là khó lấy, thật sự luôn, đó là tri thức các bạn ạ, kinh nghiệm trải nghiệm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện VN-Index ngày hôm nay mọi người ạ. Ok, mọi người thấy thấy hay không ạ? Mọi người hãy cùng nhau là gửi nhìn trên màn hình nhé, bấm nút like, và ai chưa đăng ký thì bật nút đăng ký và bấm qua chuông bên cạnh nha. Đó, để khi mình làm video mọi người sẽ nhận được đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại kịch bản thị trường VN-Index ngày hôm nay. Mọi người hãy cho mình biết là trên đồ thị này mọi người đã đọc được những cái cây nến như thế nào mọi người. Mọi người nhìn ra được không ạ? Ok mọi người nha. Ok là thì anh này á, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đọc nè. Và rõ ràng hôm qua là một cây nến Maru Vui Sư, và ông này chạm lại đường là EMA 10. Thì bây giờ nó sẽ hình thành một cái hộp giá, và bao nhiêu ngày chúng ta mong đợi là nó nên chạm lại những cái vùng giá như thế này đúng không ạ? Để nó chi? Để nó test được cái quan điểm đúng không? Và bên đây này các bạn thấy là cái vùng gap này nè, vùng lá me bay nè, đó, đây là một vùng gap đúng không ạ? Từ chỗ này lên chỗ này rất là nghiêm túc ha, đàng hoàng. Rồi ok, như vậy là một nháy ông này á, là ông chạm ngay khu vực kháng cự thì chắc cú là phải phản ứng thôi mọi người. Và cái điều mà chúng ta đang chờ đợi là một á, là ông này ông phải test trở lại quan điểm ở đây nè. Đó, vì sao ạ? Vì nó test trở lại những cái vùng này, và ở đây nó hình thành đây một cái hộp giá đúng không ạ mọi người. Hiện tại ông này đang tạo thành một cái hộp giá trước mắt là quanh từ vùng giá 1245, tại vì nó sẽ chạm ngay cái râu nến ở chỗ này nè mọi người. Ok chưa ạ? Và phiên hôm qua, tức là phiên mà sau khi mà lẽ ra mình phải đẹp đó, là mình đã như người ta nè các bạn. Đó, con nhà người ta nè. Đấy, con nhà người ta đã ở đây nè mọi người ạ. Đây, con người ta nè, phát nào ra phát đó không? Còn Việt Nam mình là đó, đi phát là đề ba. Tuy nhiên mọi người ạ, nhìn về cấu trúc nến ha. Ở ngày hôm nay thật sự được và nó chưa được là như thế này nè. Về hành động giá là ngày hôm nay á, là cái thân nến này nó đã đóng vào 1/2. Đã đóng vượt qua 1/2 của cái cây nến đỏ. Nếu trường hợp á, mà một cây nến này thì đúng thuật ngữ thì nó được gọi là một cái cây nến như mọi người xuyên thấu mọi người nha, bởi vì nó phủ định của cây nến trước đó, và nó là thể hiện một cái quan điểm là tăng ha. Tuy nhiên mọi người nói như thế này nè, cái vol ngày hôm nay á, nó giống như là bản chất ông này ông vẫn còn nằm trong lòng của cây nến này, nằm trong lòng cây nến này nè, nếu đúng bản chất kịch bản nha, ông đang nằm trong một cái hộp giá như thế này thôi đó. Và biết đâu là ông này ông tạo thành cái kiểu này nè, ông đánh cà tàn như thế này rồi ông quyết định hướng mới thì sao đúng không ạ? Thì mình là vẫn quan điểm cũ, hiện tại của mình là vẫn đưa ra một cái kịch bản là khả năng rất là cao là nó sẽ kéo chạm lại cái vùng hỗ trợ, vùng kháng cự bên đây nè mọi người ạ. Đó là vùng thứ nhất ha. Thứ hai là kịch bản mà tích cực đó mọi người ạ, nó sẽ test trở lại cái vùng đỉnh cũ ở đây.
Thì như vậy đó là cái vùng kháng cự. Thì còn cái kịch bản mà về hỗ trợ đúng không ạ, là chúng ta vẫn nhìn nhận là sao? Thứ nhất là quanh 1240 đến 1245 là cái điều thứ nhất, vì nó vừa test lại cái rau nến ở đây là một nè, nó test lại ngay cái khu vực rau nến bên đây luôn các bạn nè, đúng không ạ? Và hình thành vô hình chung nó tạo thành một cái vùng hỗ trợ đệm ở đây nè, và nó nối dài từ bên đây qua, đúng không mọi người? Đây nè không, khi chúng ta nhìn một cái vấn đề á, chúng ta sẽ nhìn vào bên trái của góc màn hình nữa nha. Mình hay nói đùa trong thuật ngữ chuyên ngành, người ta gọi là nhìn vào mạng sườn bên trái của đối phương, của đối thủ á. Rõ ràng đây chính là một đối thủ của chúng ta đúng không ạ, ông VN-Index. Thì bản chất hiện tại chúng ta sẽ có một cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà mình hay nói đùa là ngày hôm nay có một điều tích cực là như thế này nè. Các bạn nhìn lại vấn đề ha, là anh chàng MA20 bắt đầu nó có một cái giao cắt rất là đẹp. Giao cắt rất là đẹp chỗ này nè, đúng không ạ? Là nó cắt đường MA50. Và bản chất là ông này sẽ từ từ tịnh tiến lên dần. Lúc trước là chúng ta đau khổ, chúng ta tranh chấp chỗ này chỉ cho nó mệt mỏi các bạn. Mà khi thị trường nó tăng lên thì lúc này chúng ta sẽ có những trạng thái là đi lặn sau, nó sẽ an toàn và nó sẽ ủng hộ cho một cái kịch bản là tăng. Và trường phái này là trường phái đánh theo là đà tăng trưởng mọi người nha. Ok chưa? Ok la không mọi người? Thì nó sẽ có hai cái vùng đệm hỗ trợ. Vùng thứ hai là chắc cú là phải quanh ở đây rồi các bạn ạ. Chắc cú là phải quanh ở vùng này rồi ha. Và để xem cái kịch bản những phiên tới, vì hôm nay là cái vol vào nó chưa thật sự ủng hộ, nhưng một cái điều như thế này nè, thị trường ngày hôm nay nó vẫn có những cái cổ phiếu nó đã tăng trần, và nó có những cổ phiếu là nói gì mọi người, nó mạnh hơn so với thị trường, vì bản chất là cổ phiếu đã vượt đỉnh. Ví dụ không xa đó là VGC ha, VGC là vượt đỉnh nè, vượt đỉnh nè mọi người, vượt đỉnh nè, vượt đỉnh mọi thời đại đúng không ạ? Để mình coi thế đúng, vượt đỉnh mọi thời đại, rõ ràng anh này là anh vượt đỉnh mọi thời đại, cho nên á, cho nên anh này giống như mình hay nói đùa là cánh chim đầu đàn của nhóm gì ạ, cổ phiếu là khu công nghiệp ha. Các bạn có thể nhìn vào bên đây nè, cổ phiếu khu công nghiệp hiện tại là chúng ta có thể thấy là bên cái phần chúng ta chỉ quan tâm hai ô thôi nha, một ô bên đây và một ô bên đây, tức là improving và leading nha. Thì hiện tại là bên cái khu vực là leading trên khung trung hạn á, là có IDC nè, KBC nè, rồi VGC, rồi SIP, rồi bên đây thì chúng ta có những cổ phiếu như là SJC đúng không ạ, Long Hậu Group, GVR, Nam Từ Liêm. Đây là những cổ phiếu mà chúng ta nếu trường hợp mà có mua mới thì chúng ta sẽ quan tâm hai ô này thôi nha, ô xanh và ô tím tím bên đây là bên trái và bên phải ở cái phần phía trên. Đó là câu chuyện của khu công nghiệp. Nhóm thứ hai mà mình quan tâm là nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng thì trong này chúng ta có thể là nhìn nhận là có giờ SHB, STB, ABB và Techcombank hiện tại nó đang ở phần trên của bên đây đúng không ạ? Còn bên cái cánh bên khu vực bên phải cái ô màu xanh thì chúng ta có là CTG, BIDV, HD Bank, rồi gì ạ? Vietcombank đúng không ạ? Rồi Eximbank. Còn hiện tại trên khung ngắn hạn á, là chúng ta có thể thấy là ngày hôm nay á là có một cái sự tịnh tiến nhất định từ cổ phiếu VPBank, bắt đầu nó đang có một sự dịch chuyển sang là cái khu vực là leading, tức là khu vực là dẫn dắt nha. Đó, rồi HD Bank cũng tương tự như vậy, Techcombank, rồi MB Bank, CTG, BIDV hiện tại nó vẫn đang có một cái hiện tượng là đi đi sao mọi người ạ? Nó đi thẳng lên nha, nó tịnh tiến thẳng qua chứ không phải là bị một cái máy vòm giống như là câu chuyện của anh chàng là Vietcombank nha, rất rõ ràng. Rõ ràng không mọi người ạ? Rồi, tiếp theo các bạn ạ. Nhóm tiếp theo mình quan tâm là nhóm chứng khoán. Thì trên về khu vực trung hạn thì các bạn thấy mà hiện tại về improving á là nó có rất là nhiều cổ phiếu đang ở khu vực là cải thiện nè. Đó, đây là những khu vực mà cổ phiếu tiếp tục là một là trạng thái đi ngang, hai là nó vẫn chốt lãi nhưng mà nó vẫn giữ được cái nhịp độ của trận đấu đúng không ạ? Và nó vẫn có những cái điểm mua để mình theo dõi thăm dò ha. Đó, đó là những cổ phiếu như là VCA, HCM rồi SHS trong ô cải thiện nha. BSI nè. Rồi, đối với lại ông gì ạ? Ông Thép thử coi. Ông Thép thì mình lại không quan tâm tại vì ông đang ở khu vực là ở dưới này, nhưng các bạn thấy là trên khung trung hạn bắt đầu nó có một cái sự dịch chuyển tịnh tiến lên dần ha. Phải kể đến là đầu tiên phải rõ nét nhất là ông Hoa Sen nè, ông đang có một cái dấu mũi tên và bắt đầu ông sẽ dịch tịnh tiến lên dần. Rồi, nhóm cổ phiếu tiếp theo là bán lẻ đúng không các bạn? Bán lẻ là chúng ta đang nhìn thấy một cái sự vận động tích cực của gì ạ? Của bet nè, bắt đầu là di chuyển lên. Trên khung ngắn hạn thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn nè, là FRT hiện tại đang khu vực cải thiện nè, BNG nè, MWG nè, đúng không ạ? Rồi, BET hiện tại là đang ở khu vực cải thiện nhưng nó có cái hiện tượng là đang chốc xuống mọi người nha. DC World cũng tương tự như vậy. Ok.
Còn về trên khung mà dài hạn thì chúng ta có thể nhìn nhận một vấn đề như thế này là FRT rồi BNG, MWG là những cái cổ phiếu đang ở khu vực của ô màu xanh ha. Thủy sản ngày hôm nay cũng là một cái cổ phiếu mà chúng một cái nhóm mà chúng ta quan tâm, đúng không ạ? Một cái nhóm mà chúng ta quan tâm. Trong đó là trong ngắn hạn thì các bạn có thể thấy là ngày hôm nay như là ANV nè, rồi CVHC ha, nhưng mà nó không có một cái sự rõ nét như đối với lại nhóm bất động sản khu công nghiệp, đúng không ạ? Cho nên là nó hiện tại nó vẫn đang ở một cái trạng thái là chỉ thăm dò nền thôi mọi người nha. Còn những cổ phiếu kia thật sự là nó có dòng tiền và nó kích hoạt mạnh. Mình coi thử nhóm nào nữa ta. Bất động sản khu công nghiệp nè, ngân hàng. Rồi, ví dụ như là nhóm nhóm gì nữa nhỉ? Để mình xem ha, dệt may hả? Dệt may xem sao, dệt may cũng không có gì để nói, đúng không ạ? Dệt may thì có VGT đang ở khu vực cải thiện ha, VGT. Rồi ông TNG hiện tại ông cũng đang tĩnh tiến dần từ cái ô này lên, có ghi MC, đúng không ạ? Rồi, trong cổ phiếu của năng lượng điện đi ha. Năng lượng điện là chúng ta đang thấy trên màn hình đó là có mấy anh chàng nào ạ? Có anh Net, không biết anh Net là thuộc cái công ty cổ phần công ty gì ha? Có gì ạ? Có BBC là nhiệt điện ha, Get Get hiện tại bao bao rồi NT2, nhưng mà các bạn đang thấy là cái chiều của nó trên trung hạn bắt đầu nó có một cái gì ạ? Một cái momentum á, nó đang yếu dần ha. Cái động lực nó đang động lượng nó đang yếu dần nè. Động lượng đang yếu dần ha. Còn về trên khung ngắn hạn thôi thì đối với khung daily thì các bạn thấy là một cái hiện tượng là Get rồi BWE, đúng không ạ? Đây là cái nhóm là năng lượng rồi điện rồi phòng thủ á, những cổ phiếu phòng thủ à. Nhìn chung thì mình vẫn đang quan tâm ở câu chuyện của những nhóm ngành nào sau đây. Thứ nhất là nhóm bất động sản khu công nghiệp nè, thứ hai là nhóm ngân hàng, mình có nói rất rõ trong cái video ngày hôm qua mọi người nha. Thứ ba là nhóm là chứng khoán thì nó đánh theo cái kiểu là có câu chuyện của T cộng rồi những cái tin tức dòng tiền đang vào. Bất động sản thì thật sự mà nói là nếu thật sự mà có thì chỉ cũng chỉ là để thăm dò một cái phần nào đó thôi, mà một vài cổ phiếu chúng ta chỉ lựa ra và có điểm mua chúng ta entry thôi à. Còn về rõ ràng chúng ta đánh theo dòng tiền mà, cho nên còn về câu chuyện của kịch bản là 6 tháng cuối năm là cái câu chuyện của bất động sản đất nó như thế nào thì cái đó nó vẫn còn là một cái gì đó bỡ ngỡ mọi người nha. Nhưng mà bản chất dòng tiền nó vào thì chúng ta cứ hành động theo cái chuyện vào, mà quan trọng là cái điểm mua nữa mọi người ạ. Tuy nhiên thì bất động sản ngày hôm qua là nó giảm rất là mạnh, như là DIC sale nó giảm gần 5%, DIC giảm 5%, đúng không mọi người ạ? Cho nên là các bạn cũng phải lưu ý những cái vùng như thế đó ha. Bán lẻ ok nè, rồi thủy sản nè, thủy sản ngày hôm nay cũng khá là nét, đúng không ạ? Ngay cả như anh chàng là ANV nè, rồi mình vẫn quan tâm đến nhóm là năng lượng điện mọi người nha, năng lượng điện nè đó, như là BC1, Hà Đô Gấp nè, Get nè, rồi Ri nè, đó đó là những cổ phiếu mà chúng ta sẽ quan tâm ha. Rồi bất động sản khu công nghiệp, bất động sản khu công nghiệp là có nói về câu chuyện của Long Hậu, có nói về câu chuyện của ADC, của KVC, của gì ạ? Của SJC và của VGC liên tục nhất trong giai đoạn vừa qua. Ok mọi người. Còn bây giờ quay trở lại câu chuyện VN-Index thì trên khung nến 1 tuần mọi người ạ. Thì ông này đúng như kịch bản là hôm qua ông này chạm vào ngay cái gì ạ? Ngay cái thế là đường EMA 150 trên cái khung trung hạn ha. Và hiện tại như vậy cái kháng cự mà gần nhất là mình các bạn sẽ thấy nè. Kháng cự đầu tiên là ông này sẽ là 1268 và tiếp theo là ông này sẽ chạm lại cái vùng giá bên đây, tức là quanh về cái mốc 1280-1285 đó các bạn. Là ngoài vùng này thì nó sẽ chạm lại ha. Và thị trường mà nếu trường hợp tích cực nó phải đi từ từ và làm sao nó duỗi này nè, nó làm cho cái khung đồ thị này á, tức là cái đường EMA này bắt đầu EMA 10 bắt đầu nó có hiện tượng là sao mọi người, nó sẽ cong lên giống như bên đây nè. Đó. Nó làm sao đây nè, nó giống như chỗ này nè mọi người, nó sẽ từ từ tịnh tiến bò lên dần ha, thì nó sẽ rất là tốt cho câu chuyện của thị trường, là lúc đó sau này các bạn mua rất là khỏe ha. Đúng mọi người. Rồi, bây giờ giống như nó đang ở chặng chặng đầu tiên của một cái cơn sóng, nếu trường hợp nó có xảy ra thì ở đây là một đáy nè. Ha. Ở bên đây là tiếp tục là một đáy thứ hai, nếu trường hợp mà tích cực đó, ha thì nó sẽ tạo thành mô hình là hai đáy ở đây để nó bò lên lại mọi người nha, thì nó bò lên lại. Để mình xem. Còn cái kịch bản mà thông thường mà cái đường EMA 50 bắt đầu nó có hiện tượng là đi ngang như thế này nè, thông thường nha thì nó ưa có một cái trạng thái là bị hút về giống như một cái thỏi 500 mọi người nha, bị hút về. Thì bởi vì bản chất là ông này cũng còn cách xa ông này, nếu trường hợp chúng ta tính từ cái giá đóng cửa ngày hôm nay á
lên đây thì chúng ta còn cách cái đường EMA 50 khoảng là 10% ha, 9 chấm mấy gần 10% trên khung trung hạn ha mọi người. Mà 10% trên khung tuần thì nó rất là lâu và nó sẽ cần một khoảng thời gian gì ạ? Đi rồi xoay quay rồi làm gì nữa ạ? Rồi giảm chỉnh các kiểu con đà điểu để kéo những cái đường EMA 10 này bắt đầu nó tịnh tiến dần dần lên, giống như nó mịn cái đường này ra đúng không mọi người? Nó sẽ làm mịn màng cái đường này ra lại nè. Đó, đúng không ạ? Đó, ok ha. Rồi, còn về bản chất hiện tại là trên đây nè, có một cái điều tích cực ngày hôm nay mọi người lưu ý nha, trên khung tuần bắt đầu nó có một cái hiện tượng là cái histogram, đúng không ạ? Cái histogram và đường MACD cắt cái đường signal mọi người nha. MACD cắt đường signal nè. À, hai đường này cắt nhau và cái histogram nó bắt đầu có một cái hiện tượng đây nè mọi người. Đây, bắt đầu là ông histogram nó có hiện tượng là kéo lên tịnh tiến về lại cái mốc này rồi, mốc 0 mọi người dương nha. Ông này bắt đầu là, và chỗ này nó có tạo ra một cái hiện tượng là giao cắt nè. Đó, rất là rõ ràng đúng không ạ? Rất rõ ràng. Ok. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi như vậy thì cái kịch bản mà thị trường nếu về trong trung hạn thì mình vẫn còn có một cái góc nhìn là nó cũng khá là tích cực, bởi vì hiện tại lạm phát cũng xong. Lạm phát đạt đỉnh hay là cái câu chuyện là giá cả hàng hóa rồi xăng dầu nó cũng giảm dần theo thời gian ha. Thì ít nhất, và bên cạnh đó là câu chuyện của thế giới các bạn ạ. Thế giới hiện tại nó đâu có suy xuyển gì đâu ạ, nó rất là bình thường. Và thậm chí là châu Á hiện tại đang mạnh nè ha. Rồi ông Trung Quốc ông cũng tập trận xong rồi, thì đâu đó ra vào đó ha. Quan trọng là chúng ta sẽ có những cái trạng thái là đi lại như thế nào, đúng không ạ? Và liên tục trong giai đoạn hiện tại là chúng ta thấy một cái điều như thế này nè. Nó cắt lỗ thì nó ít vi phạm hơn, vì khi chúng ta là mua ngay chỗ nền giá, nó khác cái giai đoạn trước là chúng ta là tranh đấu liên tục. Và khi nó vào một cái trận mà nó tăng á, thì họa may là cái tỷ lệ mà chúng ta phạm vào stop loss nó rất là thấp. Và đúng như cái việc quản trị vốn mà mình nhắc mọi người hoài à. Đó, cho nên là vô trong cái group này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đi lệnh nè. Cái quan điểm triết lý về đầu tư á mọi người, cái này rất là quan trọng ha. Rất là quan trọng các bạn ạ. Rồi, có một tóm còn lại. Ông này hiện tại đang hình thành một cái hộp giá. Nếu trường hợp mà ông này red tăng luôn vượt qua 1268 thì cái đường về là rất là cao ha. Còn cái điểm thăm dò là ngày hôm nay chúng ta đã có những cái chiến lược. Chúng ta đã có những chiến lược và thăm dò. Và đi lại như thế nào, những cổ phiếu nào, những nhóm ngành nào và cách ra sao thì mình đã luôn luôn cho mọi người làm những bài tập thực chiến rồi ha. Và mình rất là vui. Nói chung là vậy. Tóm gọn lại là chúng ta có một cái tuần giao dịch là thành công ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cổ phiếu nổi bật cho tuần tới. Đầu tiên là anh chàng là ngân hàng STB. Ông này cực kỳ bá, đúng không mọi người? Bá đạo và rõ ràng. Nếu trường hợp các bạn thăm dò quanh vùng giá khoảng, mình có nói rất rõ rồi, 24.5 đến 25, khi trường hợp còn một điểm cuối cùng là thăm dò lần thứ nhất. Nếu trường hợp nó red qua cái hộp giá này là mua lần cuối cùng là xong luôn nha. Vì sao ạ? Vì ít nhất ông đã cho tôi một cái nền giá rồi, một cái hộp giá là khoảng 2 tuần lễ, đúng không ạ? Thì khi mình mua nó đỡ các bạn, đỡ rủi ro. Rồi, còn khi nó red xong này thì chắc cú là đường ông này ông về rất là cao, ở quanh vùng giá là khoảng 27.8 đến khu vực là 28 trước mắt mọi người nha. Ok, khoảng 90% nữa là nó còn cách. Có nghĩa là sao ạ? Cho dù ông này ông red á, thì cái chuyện gì mọi người ạ? Cái việc mà ông cách cái kháng cự nó còn rất là xa, cho nên là chúng ta là cái điểm mua nó vẫn còn ha. Còn red mà nó nằm ngay chỗ này nè, nếu mà cái hộp giá ở đây hả, mà red lên có tí xíu nó lên tới đây là chết ngắt rồi, đúng không ạ? Không mua mọi người ạ. Rồi, tiếp theo VB Bank cũng có nhắc mọi người làm bài tập thực chiến rồi ha. Hôm nay tạo thành một cái nến đúc chân, dĩ nhiên nó vẫn chưa đẹp, nhưng mà ít nhất là về quanh những vùng giá này là thăm dò lần thứ nhất. Vùng thứ hai là có lẽ là quanh câu chuyện ở đây ha. Ai có thì vẫn cầm, vì sao ạ? Ông này không vi phạm là không bán, đúng không ạ? Nó đâu có gãy cái đường EMA 10 bắt đầu mà chúng ta bán ha. Rồi, ok, tiếp tục để xem thử MBB có đi mua không. Hiện tại ông này là trong cái khu vực là ông này ông khác STB là chỗ nào mọi người? Ở trên đầu là kháng cự nữa ha, cho nên là nắm thì nắm được, còn điểm mua thật sự là rất là rủi ro, vì chúng ta nó không có một cái điểm mua an toàn ha. Còn mua giống như là mua thì trên này nó cặn quá, mà dưới này thì nó cũng rất là gần quanh vùng giá 26 ha, cho nên là mình lại không mua tiên, nhưng mà vẫn là cầm được. Rõ ràng ông đâu có vi phạm gì đâu ạ. Rồi Vietcombank sao ta? Vietcombank ngày hôm nay là ông này ông bắt đầu là ông đi ngang ha, quanh vùng giá này là nguyên cái hộp giá rồi, không có gì cả. Tiếp tục cầm mua mới thì nó lại là câu chuyện của gì ạ? Cổ phiếu quốc dân, cho nên là mình không mua tiên. BIDV là ông này test trở lại cái vùng hỗ trợ ha mọi người ha, ngay cái vùng hỗ trợ đường EMA chỗ này đó,
không có gì xấu. Ông này bắt đầu bật tăng kéo trở lại rất là ổn định, tiếp tục cầm nắm ha mọi người. Còn mục tiêu target thì có lẽ là nếu trường hợp mà ông này ổng vượt qua chỗ này thì có lẽ cái đường về rất là cao, là quanh vùng giá nào mọi người biết mà, quanh khoảng 41.x đến 42 ha, là ông BIDV. Đó là cổ phiếu của dòng banh, có rất là nhiều cổ phiếu ha các bạn. Là nên, quan điểm của mình là nên có một cái cổ phiếu nào đó trong danh mục. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà nó kéo thì nó phải cần có ông banh. Rồi tiếp theo là dòng chứng khoán VCI. VCI là đạp sau là kéo trả lại như vậy mọi người nha. Nhưng mà ít nhất là ông này ông đã chạm lại khu vực kháng cự chốt lời nè. Cho nên là quan điểm của mình có lãi thì nên chốt cho nó an toàn mọi người nha. Ông này cũng tăng cũng khá là bá đạo rồi. Đó là cái điều thứ nhất. Ok chưa ạ? Rồi. Đó là cái vùng chốt lời lần thứ nhất cơ. Còn nếu mà kịch bản xa hơn cái này thì nói chung là theo câu chuyện mà kỳ vọng của thị trường thôi. Chia ra chốt lãi không bao giờ sai ha. Xa hơn thì chắc có lẽ là thị trường nó kỳ vọng lại quanh vùng giá là khoảng 54-55 chẳng hạn vậy ha. 54-55. Nhưng mà từ đây đến đó nó cũng phải là khúc khỉ khập khình. Ổng còn một cái kháng cự trên đây nữa mọi người ạ. Rồi. Ở quan điểm của mình thì có lãi nên chốt và không còn điểm mua mới an toàn nữa ha. Còn đối với những ai mà thật sự là hôm qua họ mua theo cái trường hợp đó là bắt đáy khi nó chạm lần thứ nhất vào cái đường MA 10 á, thì họ may nó có ăn hay không thì để xem thị trường về, vì đã qua điểm mua an toàn rồi nha. Rồi SSI. SSI thì theo quan điểm của mình là như thế này, là ông này nè, ổng đi ngang là 1 2 3 4 5, 5 phiên mọi người ạ. Thì ông này ổng tạo thành một cái hộp giá, đúng không ạ? Ổng tạo thành một cái hộp ngay chỗ này. Thì thật sự mà nói để mua như vậy nó cũng khá là khó. Nó khá là khó các bạn ạ. Nó khá là khó. Nó giống như là phù hợp với quan điểm cầm nắm thì nó sẽ hay hơn. Vì chốt lãi thì có lẽ là mình nhắc mọi người hôm tuần trước là các bạn đã chốt lãi rồi ha. Còn mua mới là mua mới, ví dụ chúng ta mua ở đây thì chúng ta sẽ không biết cái điểm nào chúng ta cắt lỗ ta. Nếu trường hợp mua ở đây thì phải đặt ở dưới này nè. Mà đặt như vậy là cái tỷ lệ mà chúng ta thắng và tỷ lệ mà chúng ta thua nó bị fail. Nó không được như cái tỷ lệ vượt trội ngon lành ha. 1-1 là giống như đánh bài rồi, cho nên là phù hợp với người cầm nắm. Có thể là về lại những mục tiêu ở trên vùng giá khoảng 20. Đầu tiên là khoảng 25. Mình nói quan điểm cũ là cứ 25-26 trước cái đó. Quanh vùng giá 26, cao tay hơn là 27.7 đến 28 ha. Đó là mục tiêu cao siêu. Nhưng mà trước mắt thì vẫn quanh là 26 đến 26.5 cái đó nha. Quanh cái vùng kháng cự bên đây nào đó. Rồi. VND thì thật sự mà nói nó cũng là cái câu chuyện của giờ. Rủi ro thì là chúng ta là thăm dò, vì thăm dò ngay cái giờ cái đường hỗ trợ này là quanh vùng giá khoảng là 21.5 cộng trừ chỗ đây ha. Còn khi quan điểm mà mua mà thời hiện tại á, đa phần là mua ngay cái đường hỗ trợ và cái điểm ba bật lại đầu tiên, tức là điểm đạp đầu tiên á, thì để xem hàng về nó sẽ như thế nào. Còn quan điểm ở trên nó chạm rất là nhiều kháng cự ha, mình thì mình sẽ không mua như vậy nữa, vì nó qua điểm mua đẹp rồi các bạn ạ. Qua điểm mua đẹp rồi. Và ngày hôm nay thật sự là cái vol vào nó cũng không có nhiều ha. Còn ok, ông này trở lại đâu thì chốt lại, thì các bạn cũng lưu ý đỉnh cũ ha. Vùng này là 1, vùng 23 số tròn, tiếp theo là 23 chấm đến khu vực là 24 mọi người nha, cái hai ông đó thôi. Còn cầm thật sự nó đâu có vi phạm đâu mà bán các bạn ạ. Nó vẫn giữ nguyên phong độ ha. SSI, VCI rồi gì nữa hả? SHS hả? Ở đây ví dụ trường hợp ông này á, ví dụ trường hợp nè, ông này nếu trường hợp có mua ông thì họa may nó cũng có một cái gì đó để nó về nó vương vấn mua cũng được đi. Ít nhất mình ví dụ nha, là tôi mua ở vùng giá này là 14.3, 14.4 chẳng hạn nè, đó, mua chỗ này nè. Rồi, nhưng mà bây giờ tại vì sao cái kháng cự của nó còn nằm ở xa, ít nhất kháng cự hôm nay còn nằm ở xa nè, thì quả may còn thăm dò được. Ví dụ như là về trên 10 giá 17 chắc biết nó có cái kháng cự ha. Ông này được một cái là như thế này các bạn ạ, là ổng ngày hôm nay tuần này có lẽ là ổng sẽ tạo, tuần sau mà ổng được á, ổng sẽ đóng nến trên cái đường là MA 100, đúng không ạ? Và sau đó nó tạo thành một cái trạng thái là giữ giá trên cái vùng là 14.2.3, thì nó vô hình chung nó sẽ tạo thành một cái nền giá mới, thì lúc đó các bạn mua sẽ an toàn. Và lúc này cái việc chặn lỗ chúng ta sẽ là thủng 13.9 là các bạn sẽ cắt, các bạn lưu ý nha. Đối với cổ phiếu này thật ra mua mới thì các bạn là chấp nhận mạo hiểm thì vẫn mua được, và thủng 13.9 thì các bạn cắt, ok ha. Rồi
đó là cổ phiếu của dòng chứng khoán, dòng bất động sản khu công nghiệp VGC. VGC mọi người thấy không ạ? Liên tục là tạo thành một cái nền giá chỗ này là nó không thủng về dưới này ha, nó không chịu lắp gáp các bạn thấy không ạ? Đợi chờ lắp gáp làm gì mà nó không về luôn này, cho nên chứng tỏ nó khá là mạnh. Nó khá là mạnh và sau cái phiên ngày hôm qua là một cái phiên, nếu đúng kịch bản ngày hôm qua các bạn làm bài tập đúng không ạ? Là một cái phiên điểm mua hàng lần thứ nhất là điểm bay vọt, và lần này phiên này là phiên red mà. Và từ cái điểm này nè, khi nó vượt quá khoảng là bao nhiêu phần trăm các bạn ạ? À, khoảng 7, khoảng 5% là các bạn là không mua nữa nha. Ví dụ như các bạn mua trong khu vực khoảng là 63, 64 đổ lại ha, là còn mua được. Rồi, còn nếu trường hợp đặt cái bài toán mà nó trở thành một cái điểm là bung bách ngược trở lại thì ok, phạm vi giá khoảng 63 là mình, 63 đến khu vực là 64 là mình nghĩ có thể là tham gia ông này được ha. Tại vì chấp nhận là chúng ta là không mua cây này thì ok, rủi ro là chúng ta sẽ mua cây sau nó test trở lại ha. Rõ ràng, thì mà ít nhất là ông này đã là cổ phiếu mạnh nhất của dòng khu công nghiệp hiện tại mà nó đúng như quan điểm của Thái Ngô ha. Đúng như quan điểm của Thái Ngô. Rồi, tiếp tục là bao nhiêu phút cuộc đời các bạn ạ? À, 30 phút cuộc đời ha, tiếp tục. Tiếp tục mọi người ơi.